Và khi mà ngửi á, thì mình cảm giác nó giống cái mùi trong chai Dior Sauvage với là chai White Label Fum á. Ở cái chai nước hoa này á, thì mình vẫn có cái cảm giác quen thuộc khi mà mình ngửi nó. Tuy nhiên mình muốn lưu ý với các bạn về cái chai Myself này á, đặc biệt là các bạn. Hello, chào các bạn, mình là Ryan và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Còn nếu như các bạn vừa mới biết đến kênh của mình á, thì đây là kênh mình sẽ chia sẻ về những mùi hương nước hoa cho cả nam và nữ dựa trên góc nhìn cá nhân của mình, để các bạn có thêm những thông tin nếu như các bạn quan tâm một chai nước hoa nào đó. Và mình biết cái thương hiệu Yves Saint Laurent ở Việt Nam nó khá là nổi tiếng. Ở nam á, thì có những chai như là chai Lớn Đồ Lôm này hay là chai White. Ở nữ thì có những cái dòng là Libre hay là Black Opium nữa. Và trong cái video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chai nước hoa cũng còn khá là mới của dòng YSL. Cái phiên bản này mới được ra mắt năm 2023 vừa qua thôi, đó chính là chai Myself. Cái phiên bản này là phiên bản 2023. Tại vì vừa mới đây nhà Myself này họ mới ra mắt một cái phiên bản mới nữa, đó chính là phiên bản Label Fum. Và mình thấy ở Việt Nam thì cái phiên bản Myself này của Yves Saint Laurent không được nhắc đến nhiều cho lắm. Mình không biết tương lai nó sẽ như thế nào. Tuy nhiên thì ở Việt Nam không có nhiều sự chú ý. Cho nên trong cái video này mình muốn chia sẻ về cái chai nước hoa này, xem nó như thế nào, nó có thật sự hay hay không, hay là do nó không hay cho nên là mọi người không có chú ý đến nó. Và một cái vấn đề mà mình thấy mọi người đều hay nhắc đến của nhà Yves Saint Laurent đó chính là yếu sinh lý. Thì xem cái phiên bản này nó có thật sự là yếu sinh lý hay không nhé. Và nếu như các bạn xem cái video này thấy hay thì hãy để cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Còn bây giờ thì mời các bạn xem video. Về phần thiết kế của chai Myself thì nó cũng có cái nét khá là giống ở cái phiên bản mini size mà mình đang sở hữu. Toàn bộ cái thiết kế của cái chai Myself này nó sẽ là một cái màu đen toàn bộ. Và ở cái thiết kế mà full size thì cái logo của Yves Saint Laurent nó sẽ được in nổi lên nữa. Lúc đầu khi mà mình nhìn cái phiên bản này ở trên hình ảnh, tại do cái màu đen nó khá là tối cho nên là mình nghĩ cái mùi hương này nó cũng sẽ khá là tối, nó khá là đậm mùi. Còn về mùi hương nó như thế nào thì mình sẽ giải thích cụ thể ở cái phần mùi hương của chai nước hoa này. Và khi mà mình tìm hiểu trên website của Yves Saint Laurent thì phiên bản Myself này họ có 3 dung tích khác nhau, đó là 100ml, 60ml và 40ml. Cái kích thước của chai nước hoa nó sẽ phụ thuộc vào cái dung tích mà các bạn lựa chọn. Đặc biệt đây là một dòng nước hoa mới, thì những cái dòng nước hoa mới sau này cái thiết kế chai họ cũng thiết kế ở dạng refill được. Nếu các bạn sử dụng hết thì các bạn có thể mua chai refill để châm lại xài tiếp, thay vì mua một chai nước hoa mới toàn bộ. Và đó là đôi chút về cái thiết kế của cái chai Myself này của Yves Saint Laurent. Đôi khi mình không có thích cái dạng mini size, tại vì phải đổ ra, đôi khi đổ lố nó bị tràn ra ngoài nữa. Ở phần mùi hương của chai Myself này thì mình thấy nó không có nhiều nốt hương lắm đâu. Mở đầu nó là một cái nốt hương cam bergamot. Sau đó thì nó có hoa cam, nhưng mà mình biết có hoa cam do mình đọc ở trên Fantica, chứ cái hương hoa cam mình không có ngửi được. Mình ngửi được rõ ở cái phần base note nó có hoắc hương và ambrosia. Ở cái mùi hương này thì cái mùi hương cam bergamot nó không có tạo cái sự mát mẻ. Mình thấy có cái nét xanh và hơi khô khô trong cái mở đầu của cái chai nước hoa này. Đặc biệt là cái nốt hương hoắc hương và ambrosia ở trong cái mùi hương nước hoa này nó được đẩy lên khá là nhanh, khá là mạnh. Hầu như khi mà vừa mới ngửi tầm khoảng 3-5 phút là mình ngửi được cái mùi hương ambrosia với là hoắc hương nó khá là rõ rệt rồi. Và chính bởi cái nốt hương này thì nó làm cho cái mùi hương nó trở nên dày và tối hơn khá là nhiều. Cái mùi hương này khi mà mình thử trên da, mình cảm thấy nó khá là mạnh mẽ và dữ dội do cái mùi hoắc hương trong cái thành phần của chai nước hoa này. Và khi mà ngửi thì mình cảm giác nó giống cái mùi trong chai Dior Sauvage với là chai White Label Fum. Trong cái chai nước hoa này có cái mùi ambrosia như mình nói, thì mình cái mùi ambrosia đó nó khá là giống trong cái chai Dior Sauvage. Và cái mùi hoắc hương thì nó làm mình nhớ đến cái chai thuộc dòng White của Yves Saint Laurent, mà đặc biệt là chai Label Fum. Tại cái chai đó cái mùi nó có cái nét tối và đậm hơn khá là nhiều. Tuy nhiên nói như vậy không phải là mình chơi cái chai nước hoa này. Mình thấy nó có nét giống chai Dior Sauvage và chai White Label Fum, nhưng mà nó vẫn có sự khác biệt. Và bên cạnh cái sự mạnh mẽ nam tính của cái mùi hương nước hoa này thì nó cũng có cái nét bí ẩn nữa, tại cái mùi hương nó khá là tối. Thì đến phần đánh giá của cái chai Myself này thì mình nghĩ các bạn nam muốn tìm một cái mùi hương thực sự mạnh mẽ thì có thể thử qua cái mùi hương nước hoa này. Cái mùi hương nó cực kỳ là mạnh mẽ, nó cực kỳ masculine luôn. Và nó có cái nét bí ẩn ở trong đó như mình đã nói. Mình nhìn thấy các hình ảnh của các bạn nam mặc các áo khoác như là áo khoác jean hay là áo khoác bằng da, nó tạo cái hình ảnh nam tính thì khi mà sử dụng cái mùi hương này mình nghĩ nó sẽ khá là hợp.
Và trả lời cho cái câu hỏi ở đầu video là cái chai micelle này nó có yếu sinh lý hay không á, thì bản thân mình thấy nó không có yếu sinh lý đâu. Cái phiên bản này là cái phiên bản mà được cải thiện hơn khá là nhiều và nó khác so với là những cái dòng trước đây của Isaron. Cái độ lưu hương của chai micelle này trên da mình thì mình thấy nó lưu khoảng 8 tiếng á. Còn tỏa hương thì mình thấy nó tỏa không có mạnh, nó tỏa khoảng nửa cánh tay thôi. Mà tỏa hương gần như vậy thì mình thấy nó có sự bí ẩn nhiều hơn. Tuy nhiên mình muốn lưu ý với các bạn về cái chai Myself này á, đặc biệt là các bạn sống ở những cái khu vực phía Nam. Tại vì ở khu vực phía Nam á, thì là khí hậu khá là nóng quanh năm. Còn cái chai Myself này á, thì nó thích hợp sử dụng vào thu đông. Các bạn mà ở phía Bắc hay là những cái vùng Tây Nguyên á, thì mình không có nói đến, tại vì ở những cái vùng đó nó sẽ có mùa lạnh. Tuy nhiên những cái bạn nào mà sống ví dụ như ở Sài Gòn giống như mình á, thì xài cái chai nước hoa này nó cũng sẽ khá là hạn chế. Các bạn có thể sử dụng vào những cái buổi tối mát trời, hoặc là khi mà các bạn đi du lịch đến những cái vùng lạnh á, thì các bạn có thể xài được. Còn những cái nhu cầu khác á, thì mình sẽ thấy nó khá là hạn chế hơn khá là nhiều, tại cái mùi hương nó khá là tối và khá là đậm. Còn ở góc nhìn cá nhân của mình á, thì mình mong các bạn hiểu là mình không có đánh giá cao cái chai nước hoa này. Ở cái chai nước hoa này á, thì mình vẫn có cái cảm giác quen thuộc khi mà mình ngửi nó. Nó làm mình nhớ tới cái chai Dior Sauvage hay là chai White Le Parfum á. Và những cái chai nước hoa đó, cái mùi hương á, nó không phải là cái gu của mình. Bản thân mình nghĩ á, thì sẽ có khá là nhiều bạn ấn tượng ở cái mùi hương Myself này. Nhưng còn ở bản thân mình á, thì mình không nghĩ đây là mùi hương Myself, mà là mùi hương của Yourself. Đến phần chấm điểm của chai nước hoa này á, thì cái nét đặc biệt mình chấm nó ở mức là 3.5 trên 5 điểm. Mình không có ghét cái mùi hương này, chỉ là nó không phải là gu của mình thôi. Nhưng mà mình nghĩ đây là một mùi hương mà nó tạo sự mạnh mẽ nam tính và bí ẩn cho những cái bạn mà sử dụng. Về độ đa dụng á, thì mình chấm nó ở mức là 3-5 điểm. Như mình nói, cái mùi hương này xài thu đông chứ không có xài quanh năm hay là những cái dịp mà những ngày nắng nóng á, các bạn có thể xài được đâu. Độ lưu hương á, thì mình sẽ chấm nó ở mức là 4-5 điểm. Mùi hương này lưu khá là tốt. Độ tỏa hương á, là 3-5 điểm. Còn về giá tiền thì mình search cái chai này trên website, giá cho chai 100ml là 155 đô Mỹ. Thì cái giá này mình thấy nó hơi cao một chút, cho nên mình sẽ chấm nó ở mức là 3.5 điểm. Thì tổng số điểm của chai nước hoa này là 3.3/5 điểm. Thì vừa xong vừa chia sẻ cho các bạn cái chai YSL Micelle này. Các bạn nghĩ sao về cái mùi hương nước hoa này? Các bạn đã thử cái mùi hương nước hoa này chưa? Và các bạn có thích hay là không thích cái mùi hương nước hoa này? Thì cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Và nếu như các bạn xem video này thấy hay, hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và mình ra một video mới vào mỗi thứ bảy mỗi tuần. Nếu mình có thêm thời gian thì mình sẽ cho thêm một video vào thứ tư nữa, cho nên các bạn không bỏ lỡ ở đâu.